Ngày 11 tháng 9, một đoạn clip ghi lại hình ảnh những người lính biên phòng dầm mưa lội sóng giúp ngư dân kéo tàu thuyền lên bờ tránh bão đã khiến mọi người hết sức xúc động. Được biết, các cán bộ chiến sĩ trong clip thuộc đồn biên phòng Hải Vân, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Trung tá Khuất Duy Lượng, chính trị viên đồn biên phòng Hải Vân cho biết, 1/2 quân số đơn vị đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, số còn lại tập trung cùng với địa phương tổ chức di dời tàu thuyền của ngư dân vào nơi tránh trú an toàn, hỗ trợ gia đình neo đơn chèn chống nhà cửa, cũng như di dời người dân ở nơi thấp, trũng đến các trường học trước khi bão vào đất liền. Trung tá Lượng cho hay, đơn vị có 2/3 là cán bộ chiến sĩ trẻ, chủ yếu là người Bắc nên cả năm nay chưa được về thăm gia đình. Tuy nhiên, anh em luôn luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng làm nhiệm vụ với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng đồng hành cùng bà con chống bão, cũng như dịch bệnh COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.